Xin chào mọi người, lâu quá rồi video không có gặp mọi người ha. Tại chỉ có một mình thôi và mỗi ngày mình sẽ được tận hưởng khí trời rất là trong lành mát mẻ nè. Mỗi ngày thì Dư sẽ dậy sớm tập thể dục, xong rồi đi ra vườn chăm cây cỏ và có nấu ăn. Chưa có lên cái nhà trà ở trên kia cho nên là ta đỡ trà Atiso uống. Lên đây thì lúc nào cũng có sẵn trà Atiso ở trong phòng hết á. Ốc trà này con chọc vô nó còn xấu luôn nha. Hay là nó có vỏ thôi. Mắt lên đây.
bây giờ mới cảm thấy là cộng con chuột là lợi hại. Nó mất kiến là lợi hại đúng không? Đúng rồi. Nãy giờ khó lắm chứ. Bộ rau này của nhà mình trồng con chuột hay là rau này vườn rau mà thả tưới á, vườn rau thật xanh, ăn vào mà cây vẫn nhỏ, vườn rau kỳ ghê, sáng mới quay thấy cây nhỏ xíu rồi trời ơi, quá đẹp rồi. Chưa kịp gấp mà chị gấp hết luôn. Em biết ơi, sao không ăn gì hết mà gấp gấp không vậy? Chén em sao chưa ăn gì vậy? Em đã bị gấp mà chị ăn hết. Ủa, đó chị mời mọi người ăn mà mọi người ăn tự nhiên nha. Coi như đây là nhà của mình.